trời thì đang mưa rồi. Không biết có qua nổi hôm nay hay không. Ôi trời. Yo. Đau lưng không? Đây mọi người đang dầm mưa làm này. Ây da. Đấy. Mấy hôm nay mình mang áo gió, áo mưa ấy, không là mình cũng toang luôn. Đây mọi người dầm mưa ướt hết người này. Nhau SEO, xin chào mọi người. Hôm nay anh em sẽ đi dọn vườn ớt nha mọi người. Đêm nay sẽ ông anh sẽ tự lái xe của chủ. Hôm nay sẽ đi bốn anh em. Đây hai anh em đã xuống trước rồi. Bây giờ sẽ lùi xe vào trong vườn. Đến vườn rồi mọi người ơi, lạnh quá. Thải đẹp trai chào mọi người nhá. Nhà sửa ớt đổ sao đây. Đây hôm nay anh em sẽ dọn cái vườn này. Bốn anh em đi cùng nhau. Và bên này ba đám, một đám ở bên kia. Đây sẽ mọi người sẽ phải cắt cái dây thu lại toàn bộ dây, sau đó là nhổ cọc và thu gom cái bạt phủ này này, bạt phủ gốm này, rồi cho lên xe và tự lái xe đi đổ vào bãi rác. Mình là ấy à, nhổ cái này à? Đúng rồi, mình nhổ cái này. Mình là thu bạt, còn hai người thì sẽ đi cắt dây. Đây là cùng nhau làm một việc trước nhỉ? Nhưng mà sắt có đủ đâu. Anh ơi. À, nạt không đủ. Bốn người cùng làm chứ, tí mới vui chứ. Ôi, bắt đầu làm thôi, lạnh lắm. Hôm nay nhiệt độ có 9 độ nhá mọi người. Rất lạnh luôn này, mặc cái áo gió. Còn mọi người cũng mặc áo khoác. Rất nhiều mây trên trời mọi người. Đấy, mây đen. Lão nhị nhanh thế. Gần chủ nhật thế là làm việc gì cũng thấy nhanh nhở. Gần cuối tuần thế là. Này rất là lạnh. 9 độ C. 9 độ C khi mà nếu mà 9 độ C ở bên Việt Nam mình thì phải nói là lạnh khủng khiếp. Nhưng mà ở đây thì cũng rất lạnh, nhưng mà mình cảm giác là nó cũng không đến nỗi là như ở bên Việt Nam. Mặc dù nhiệt độ ở bên mình nó sẽ không thể xuống sâu như bên này, nhưng mà cái độ lạnh nó cũng kiểu có một cái nét riêng. Ok, tí từ cái đầu kia quay lại. Ok, anh em đã cắt dây xong và bây giờ là chuyển sang nhổ cọc. Vô cảnh này đẹp lắm anh ơi. Nhìn cây cối rồi là mây này. Đây bên kia một anh tít góc kia này. Này trời đen tối luôn này. Ok, bây giờ anh em sẽ thu cái ni lông phủ luống này. Đến cái bước này rồi. Có vẻ nhanh đấy. Khá là nhiều. Thu cái này là hơi bị lâu đấy. Cứ mỗi lần đầy xe lại phải chở đi xa để đổ. Trời bây giờ có vẻ sáng rồi nhờ. Bắt đầu thôi. Khá là dài. Gặp sự cố à anh? Sự cố gì đây? Sự cố rách bao. Ôi dô. Lâu rồi không dùng nên là bây giờ không quen ấy. Ôi dô. Quá rách bao. Những cái luống nào mà bị nước quấn những cái lớp cát này nó lấp dày ấy, thì khi mà mình kéo rách ni lông. Thành ra là cái đoạn nào mà nó dễ thì mình đi sẽ nhanh hơn, còn khó thì rất là chậm. Đây ba anh em về, nhưng mà ông anh này bị rơi vào cái luống mà nó bị lấp đất đấy, lấp cát dày, nó trục trặc luôn. Gom để đây lùi xe à? Ok.
đuôi xe xuống đây. Rất là bẩn nha mọi người. Ướt này, ẩm ướt này. Đã xong bên này này. Thu ni lông phủ luống xong, bây giờ mọi người sẽ nghỉ giải lao, ăn uống. Lạnh thế này ăn uống được gì không? Ăn bánh uống sữa. Lạnh quá. Nho này. Ăn bánh thôi. Lạnh quá. Bây giờ còn mép bên này. Xong cái này là di chuyển sang vườn khác. Đây bên kia cây đó đỏ vàng này, biểu hiện của mùa thu đông. Biểu tượng thu đông Hàn Quốc. Uống uống thôi. Còn làm tiếp. Xe này cứ tiêu sao nhỉ? Ok. Bây giờ hai anh em lại đi đổ rác mọi người ạ. Lại như cái video lần trước mà hai anh em đi đi dọn ni lông của vườn cải thảo ấy. Thì hôm nay cũng tương tự, vẫn phải chở cái túi ni lông đó để đi đổ cái bãi rác bên kia. Cái tay các thứ là bẩn hết này, áo này dính bùn đây. Hôm nay trời rất là âm u, nhìn nó không được đẹp. Ôi chưa đến đâu chứ? Không, vượt cho xe này vượt. Mình tới đằng trước không có xe rồi, mình vượt cho nó vượt. Nó đi nhanh. Tí mình ré nó. Đúng rồi. Không phải vướng nó nữa. Ở đây là vườn táo này. Đỏ chót. Ok. Còn nữa. Cho nó đi trước thôi. Bèo phát. Người Hàn nóng tính, đi vội vàng nhưng mà đi xe nó rất là nhường nhá. Đây đúng không? Bên phải, đúng chỗ, rồi. Trên. Ở đúng rồi, chỗ này đấy. Đi qua cái nhà thờ là đến mà. Ok, lại đi đổ rác thôi. Sau đó lại quay lại tiếp tục, bởi vì còn hai cái ô vườn nữa. Hôm nay dự báo chiều mưa cho nên anh em cấp tốc làm mọi người. Ok, đến nơi rồi. Ok, bắt đầu đổ rác thôi. Ok, anh em lại chuyển sang cái đám này mọi người ạ. Đây đã thu dây xong, bây giờ là thu cọc. Trời thì đang mưa rồi. Không biết có qua nổi hôm nay hay không. Ôi trời. Yo. Đau lưng không? Đau chết cả eo. Đang mưa nhưng mà vẫn làm ấy mọi người, chưa hết giờ. Cố lên, fighting. Em mọi người đang đến cái bước thu gom ni lông phủ luống. Đói cơm chưa? Mệt rồi. Nói rồi. Cần 12 giờ rồi, cố lên. Ok, về ăn cơm nha mọi người. Về ăn ăn bữa trưa. Rồi tài xế một mình ở trong nhá. Anh em ngồi ngoài hóng gió. Sáng thì lạnh, bây giờ thì do làm việc nên là lạ nóng rồi. Toát hết mồ hôi. Buổi sáng nay xử lý xong hai cái mảnh vườn. Chiều sẽ tiếp tục cái ô bên dưới. Đây cái ô nhỏ bên này chắc là nhanh. Ôi. Xe. Có hẳn hai ô tô mà đi. Để ý đấy, để ý cho nó đi qua ấy mới đi được. Ok. Let's go. Rồi cứ đi. Sang hẳn đi. Ok. Giật hết cả mình láo nhị. Ok, đi về ăn cơm. Mò. Nhưng mà tôi không uống được. Thế là hối hận rồi à? Không phải. Nghĩa là hai chai mới vừa lòng đúng không? Ông trong một chai lại ngồi hối hận. Hai, làm đi. Ôi, ăn cơm thôi mọi người. Ngồi cái chòi mà cảm giác lạnh thịt thế. Thịt gà đây. Cho một chai nhiều nữa.
Cái này là anh Hải. Láo đại. Láo đại, đúng. À. Đấy là láo đại rồi. Tâm nó mang đũa nhưng mà đến lúc mở ra lại thấy hai cái thìa đấy. Gà đây. Mời mọi người ăn cơm chưa nhá. Cơm của Chu bắt giới đây. Ok, anh em sẽ không nghỉ trưa mà tranh thủ đi làm mọi người ạ. Tại vì là trời chuẩn bị mưa, phải cố làm cho xong và đi về luôn. Đây, ngoài trời nó đã mưa rồi mọi người nhá. Mưa nhẹ. Và dự báo thời tiết là khả năng một lúc nữa sẽ mưa to. Anh em sẽ cố gắng làm xong cái miếng này rồi đi về. Để ăn cơm xong đi làm luôn. Ôi, cái đám này thì cũng bé thôi, làm nhanh thôi. Lạnh lắm mọi người ạ, tại vì là vốn dĩ đã lạnh mà lại trời mưa nữa. Quá lạnh luôn. Vèo sang bên phải nhiều hơn đây. Em xuống điều chỉnh cho. Tiến đi, tiến đi. Chết rồi, chết rồi. Ok, bắt đầu thôi, dầm mưa làm thôi. Cố lên nào. Đây mọi người đang dầm mưa làm này. Ây da. Đấy. Mấy hôm nay mình mang áo gió, áo mưa ấy, không là mình cũng toang luôn. Đây mọi người, dầm mưa ướt hết người này. Ok. Đấy, chủ vừa mang áo mưa ra cho anh em này. Đây, mặc áo mưa vào. Rồi tiếp tục chiến. Đấy, càng ngày càng mưa to đấy. Ôi, mình cũng mặc vào. Mình mặc cái thêm cái quần là xong. Vì cái áo mưa mình mang từ sáng đâu, đi một bên thôi. Ok. Đi một bên thôi. Rồi, dập mưa làm nào. Ôi. Ok, như vậy là đã xong. Dập mưa làm cả buổi chiều. Ok, đã xong rồi mọi người. Bây giờ lấy đi về nhà thôi. Ướt hết rồi. Đây này, phần áo bẩn hết rồi. Ồ, tranh thủ hái ngọn bí về kìa. Sướng không? Đi làm ở Hàn Quốc sướng không anh? Sướng mà. Được nhiều tiền rồi. Ngày ngày hơn trăm củ. Ân nhầm. Ngày ngày hơn củ. Là phải là làm nhẹ nhàng đâu. Ngày trong củ hành tây. Thôi đi về thôi. Ok, đi về thôi. Mưa rồi. Đi về thôi. Ok, mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu thấy hay và bổ ích thì nhớ đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo nhá. Để đón xem, để không bỏ lỡ những video về cuộc sống thực tế của lao động thời vụ tại Hàn Quốc thì nhớ đăng ký và like cho mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.